Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Lao động. Thưa quý vị, những ngày qua, dư luận cả nước đều bàng hoàng trước thông tin bố mẹ con ở Khánh Hòa bị gã chồng nhẫn tâm đầu độc dẫn đến tử vong. Vụ việc này một lần nữa khiến cho chúng ta liên tưởng tới nhiều thảm án xảy ra trước đây khi hung thủ ra tay cũng chính là người mà các nạn nhân từng yêu thương tin tưởng. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi nhìn lại bốn vụ đầu độc thân nhân kinh hoàng mà dợ và gây ám ảnh nhất. Ngày 24 tháng 8, nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, liên quan tới vụ việc bốn mẹ con trong một gia đình tử vong ở xã Cam an Nam, huyện Cam Lâm, vào ngày 23 tháng 8, cơ quan chức năng xác định các nạn nhân bị đầu độc bằng khí CO. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, người chồng Hồ Xuân Hải, 52 tuổi, chú ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam an Nam, là nghi phạm đầu độc vợ và các con khi đang ngủ. Trước đó vào khoảng 10 giờ sáng ngày 23 tháng 8, hàng xóm nhà ông Hồ Xuân Hải phát hiện vợ và ba con gái của ông Hải đang nằm bất động trong nhà nên báo cơ quan chức năng. Riêng ông Hải đang nằm có dấu hiệu sinh tồn nên người hàng xóm liền đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh. Tại nhà ông Hải, lực lượng chức năng xác định bốn mẹ con trong gia đình đã tử vong, gồm bà NHND, sinh năm 1974, cùng ba người con gái là HNKN, sinh năm 2002, HNKGM, sinh năm 2009, và HNTA, sinh năm 2013. Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã thu giữ một bình kim loại chứa khí co và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí co khám nghiệm các nạn nhân cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến việc bốn mẹ con nhà nhnd tử vong là do bị ngộ độc khí co tại bệnh viện đo khoa khu vực cam ranh hồ xuân hải được các bác sĩ xúc ruột và tỉnh táo tiếp xúc được làm việc với cơ quan công an, Hồ Xuân Hải khai nhận, thời gian qua đầu tư trang trại nuôi heo nhưng đổ bể và nợ nhiều nên có ý định đầu độc cả gia đình bằng khí CO. Sau khi mua được bình CO trên mạng, đêm 22, dạng sáng ngày 23 tháng 8, chờ vợ và các con ngủ say, Hồ Xuân Hải đã xả khí CO vào phòng ngủ gia đình và đóng cửa lại để cả nhà cùng tử vong tuy nhiên đến sáng người hàng xóm phát hiện hải có dấu hiệu sinh tồn nên đưa đi cấp cứu đối chiếu với chứng cứ thu thập tại hiện trường cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã quyết định tạm giữ hình sự hồ xuân hải hiện đối tượng hồ xuân hải đang bị lực lượng chức năng khởi tố điều tra xử lý về hành vi sát hại người theo đó, đối tượng bị bắt là Lê Thị Xuân, sinh năm 1984, trú tại xã Hành Cù, huyện Thanh Ba, và Lê Đăng Khải, sinh năm 1980, trú tại xã Vĩnh Trần, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Trước đó, Công an huyện Thanh Ba đã nhận được đơn tố giác của gia đình anh Quất Văn Bình, sinh năm 1985, trú tại xã Hành Cù, huyện Thanh Ba, về việc bị vợ là chị Lê Thị Xuân đầu độc bằng thuốc diệt chuột. Tại cơ quan công an, Lê Thị Xuân khai nhận do trong cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, thường xuyên bị chồng động tay động chân. Đồng thời đối tượng Xuân có mối quan hệ tình cảm nam nữ với anh Lê Đăng Khải. Nên khi nghe chuyện của Xuân, cả hai đã bàn bạc mua thuốc diệt chuột để đầu độc anh Bình. Cụ thể, Xuân đã hai lần pha thuốc chuột vào sữa pha mi rồi đưa cho chồng uống. Sau đó anh Bình có biểu hiện đi vệ sinh ra máu. Ngày 5 tháng 4 năm 2022, anh Bình được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để cấp cứu điều trị. Đến ngày 14 tháng 4, anh Bình ra viện, được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chuẩn đoán ngộ độc hóa chất diệt chuột. Bị gia đình chồng tra hỏi, Xuân đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Nạn nhân Phùng Thị Lan, sinh năm 1983, trú tại Hoàng Mai, xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng cho biết. Sự việc xảy ra vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 năm 2017. Khi đó, chị đang đi làm tại một doanh nghiệp trên địa bàn phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, thì anh Trần Dũng, sinh năm 1970, ở 40 trên 33 trên 112A Ngô Quyền, ở phường Máy Trai, quận Ngô Quyền, chồng chị đã ly thân, đến tìm và nói về nhà mẹ và di thoa. Em mẹ của Dũng có việc cần bàn. Tin lời chồng, chị Lan đã bỏ việc về ngay. Nhưng khi vừa bước vào nhà, Dũng liền khóa trái cửa lại, chị Lan đi lên phòng mẹ chồng ở trên tầng 2, xem mẹ chồng nói chuyện gì. Lúc này trong phòng có mẹ chồng đã già yếu, dì thoa và đứa con chung. Sau đó Dũng đóng cửa lại, ra tay liên tiếp vào chị Lan trước mặt mẹ chồng, rồi kéo chị sang phòng riêng. Lợi dụng lúc Dũng đi ra ngoài mua đồ nhậu, chị Lan đã kịp báo với mẹ đẻ, sau đó phát hiện điện thoại của chị Lan có tin nhắn của hàng xóm với nội dung: "Hai vợ chồng sao cãi nhau vậy, hãy làm lành với nhau đi." cùng lời hẹn, nếu rảnh ra quán cà phê nói chuyện, Dũng càng nổi máu ghen tuông và đe dọa sẽ sát hại chị. Sau khi mẹ đẻ của chị Lan và công an phường máy chai đến, Dũng liền đóng chặt cửa cuốn cố thủ, tiếp tục ra tay với chị Lan và thách thức cán bộ công an. Trong lúc điên máu, Dũng đã lấy hai gói thuốc chuột và bia, ép chị Lan phải uống tới khi chị ngất đi, Dũng mới mở cửa. Ngay sau đó, công an phường máy chai đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2017, trao đổi với báo Lao động, một lãnh đạo khoa Nội 1 bệnh viện Việt Tiệp cho biết, vào 20 giờ 48 phút ngày 15 tháng 7, bệnh viện Việt Tiệp có tiếp nhận bệnh nhân tên là Phùng Thị Lan ở An Dương Hải Phòng, được cho là uống thuốc diệt chuột và có các vết bầm tím trên nửa mặt trái cũng như trên cơ thể. Theo người nhà bệnh nhân, chị Lan bị chồng đối xử tàn độc và ép uống thuốc diệt chuột. Sau khi làm các thủ tục khám xét nghiệm, chuẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị ngộ độc do uống thuốc diệt chuột. Bệnh nhân đã tiến hành rửa dạ dày, truyền dịch, bù điện giải và xử lý các triệu chứng phát sinh. Đến ngày 17 tháng 7 năm 2017, bệnh nhân đã tỉnh táo và tim phổi bình thường. Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2022, Tống Thị Tùng Linh, sinh năm 2001, bị Toán Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên án trung thân về hành vi sát hại người, mua bán trái phép chất độc, hủy hoại tài sản. Phán quyết được hội đồng xét xử đưa ra sau 6 ngày nghị án để xem xét, đánh giá toàn diện vụ án. Mức án tòa tuyên thấp hơn đề nghị của Viện Kiểm sát trước đó là tử hình. Người bán xe cho Linh là Trần Thị Ngọc Thư, quê ở Đắk Lắc, bị phạt 2 năm tù về tội, mua bán trái phép chất độc. Do đại diện bị hại không yêu cầu các bị cáo bồi thường, nên tòa không xem xét trách nhiệm dân sự. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Linh trong thời gian ngắn đã có những suy nghĩ tiêu cực, dùng thủ đoạn nguy hiểm để đoạt mạng cha, đốt nhà phi tang, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng phạm cùng lúc nhiều tội tuy nhiên bị cáo cũng có một số tình tiết giảm nhẹ không phải là người quậy phá ngũ nghịch mà hiền lành chăm chỉ học tập bản án nêu hội đồng xét xử cũng xem xét tính nhân đạo khoan hồng của pháp luật việt nam nguyện vọng của đại diện bị hại là tha thiết xin giảm nhẹ cho bị cáo nên cân nhắc hình phạt tương xứng đối với bị cáo theo cáo trạng, Linh là con út trong gia đình có hai chị em. Hàng ngày, nữ sinh bị cha là ông Tống Hồng Điệp chửi mắng nên nảy sinh ý định sát hại ông. Tháng 9 năm 2021, cô này đã dã một viên thuốc ngủ pha vào chai nước. Ông Điệp uống cạn nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau khi lên mạng tìm hiểu về Sianua, Linh bắt xe khách từ thành phố Bà Rịa đến chợ Kim Biên, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh để mua chất độc. Nữ sinh nói với chủ tiệm Trần Thị Ngọc Thư là cần Sianua để làm thí nghiệm trong quá trình học. Tưởng thật nên thư bán nhận hàng xong linh cho vào ba lô đón xe về nhà khi trời gần tối thấy ông điệp ngồi trên võng nhậu một mình linh đi tắm rửa nấu ăn hai giờ sau cô lấy cyanur hòa vào ba chai nước giải khát rồi để ở trong ngăn mát tủ lạnh Khoảng 5 phút sau, ông Điệp lấy chai trà xanh uống. Thấy có mùi lạ nên nhổ ra, ông đi vào nhà vệ sinh, chốt cửa, nôn ói. Linh đập cửa hỏi thăm nhưng ông Điệp không trả lời. Khi không còn nghe tiếng động, cô đoán cha đã tử vong nên đi ngủ. Sáng ngày 19 tháng 1 năm 2022, Linh đi mua cưa về để phá cửa nhà vệ sinh, kéo ông Điệp ra ngoài, định chở đi phi tang nhưng không thành. Cô để cha nằm ở góc sau của ngôi nhà, sau đó Linh đi mua gạch, xi măng để lấp dấu nạn nhân đến tối thấy việc làm của mình có thể bị lộ nữ sinh đã lấy xăng có sẵn trong nhà rồi đổ khắp nơi chầm lửa đốt rồi chạy sang nhà ông nội bên cạnh hô hoán bị người lạ đột nhập vào tấn công và đốt nhà khi đám cháy được dập tắt cảnh sát phát hiện nhiều dấu vết bất thường sau đó tìm thấy ông điệp quá trình xét xử linh nhiều lần bật khóc thừa nhận hành vi của mình là dã man xin cha và gia đình tha thứ bị cáo mẹ và chị gái đều khẳng định ông điệp là người giỏi giang trụ cột kinh tế của gia đình nuôi các con ăn học Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, ông thường chửi mắng, động tay động chân với vợ con, nhưng suốt thời gian dài không nói ra vì sợ mất mặt. Trong khi những người thân bên nội cho rằng ông Điệp có nhậu, nhưng khi say thì ngủ chứ không gây lộn với ai, họ cũng chưa từng nghe việc nạn nhân đối xử tàn độc với vợ con. Khi được tòa hỏi ý kiến, họ đều xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trong gần 40 phút nghe tuyên án, Linh tỏ ra khá bình tĩnh, ít bộc lộ cảm xúc. Chỉ đến khi hội đồng xét xử tuyên mức án trung thân, bị cáo nhắm mắt, lào đảo. Phiên tòa kết thúc, Linh quay về phía mẹ và người thân, cúi đầu chào trước khi bị cảnh sát đưa về trại giam. Cho dù với bất cứ động cơ mục đích nào, việc sử dụng chất độc, khí độc nhằm tước đoạt đi sinh mạng của người khác đều không thể chấp nhận. Mọi hành vi tàn ác sẽ bị đối xử nghiêm khắc trước pháp luật và bản án lương tâm chắc chắn sẽ là bản án lớn nhất đối với các hung thủ này những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại